Elisa Lam hay Lam Khả Nghi là một sinh viên Canada gốc Hoa, lúc sinh thời đang theo học tại Đại học British Columbia ở Vancouver. Điều khiến Elisa được nhiều người biết tới, đáng tiếc thay, lại là cái chết bí ẩn của cô. Theo báo cáo, trước khi thi thể của Elisa được phát hiện bên trong bể chứa nước trên sân thượng của khách sạn, các camera an ninh đã ghi lại những hành vi vô cùng khó hiểu. Không ai lý giải nổi tại sao cô lại làm như vậy bên trong chiếc thang máy, và bằng cách nào một cô gái như Elisa lại có thể trèo vào bên trong bể nước cao như vậy. Cho đến tận ngày nay, vụ án của Elisa Lam vẫn còn bỏ ngỏ tại đó, chưa một ai đưa ra một lời giải đáp thỏa đáng cả. Lấy cảm hứng từ sự kiện đó, trong phần 2 của tựa game Bridge Curse, nhà phát triển Đài Loan Softstar Entertainment đã sáng tạo nên một câu chuyện mới kể về các sinh viên của trường đại học văn hoa và những hiện tượng siêu nhiên xảy ra trong ngôi trường này. Bối cảnh của game diễn ra vào tháng 9 năm 2016, tức là vài tháng sau khi các sự kiện của phần 1 xảy ra, chỉ là ở khác trường đại học mà thôi. Nhân dịp trường tổ chức lễ hội kinh dị vào đúng tháng 7 âm lịch, câu lạc bộ điện ảnh của trường bao gồm 3 thành viên là A Hải, Richard Trần và Vu Tử Nam đã lên kế hoạch thực hiện một bộ phim ngắn. Bộ phim này sẽ tái hiện lại vụ án mạng xảy ra cách đây nhiều năm khi một nữ sinh đã bị sát hại dã man trong chính khuôn viên của trường. Bạn có biết tác hại của việc không gia hạn bản quyền dịch vụ của Microsoft là gì không? Yeah, nó sẽ như thế này này. Tuy nhiên, giờ đây bạn sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Vì với Think Pro, bạn có thể đổi chỉ nửa bát phở mỗi tháng để gia hạn bản quyền Microsoft 365 cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Không chỉ có Office, bạn còn có thể dinh về nhà thêm một trợ thủ AI là Copilot, thứ có thể tự động tổng hợp thông tin từ các cuộc họp, các bài giảng và tóm tắt chúng thành những báo cáo, giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc cũng như học tập một cách đáng kể. Vừa an toàn, bảo mật, lại tiện lợi, hãy ấn ngay vào đường link phía dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về ưu đãi Flash Sale của ThinkPro nhé. Lưu ý này, Flash Sale chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc rồi đấy, cho nên hãy nhanh tay lên nhé. Sau khi đoạn trailer được ra mắt, nó đã thu hút được sự chú ý từ bên ngoài, trong đó có cả Liên Thư Vũ, một phóng viên trẻ có nhiều kinh nghiệm, từng làm việc tại đài United News. Trước đó, chính Thư Vũ là tác giả của bài báo viết về vụ mất tích của Hoàng Đình Đình, một nữ sinh khác của trường văn hoa. Cô đã biến mất một cách bí ẩn sau khi bước vào thang máy của nhà trường. Giờ đây, Thư Vũ lại một mình lẻn tới ngôi trường này để thu thập thêm thông tin về bộ phim kia. Ở phần cuối của đoạn trailer, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có một cánh tay lạ đang vươn lên định tóm lấy chân nhân vật chính. Có người nghĩ rằng đây chỉ là một sản phẩm chỉnh sửa hậu kỳ của đội ngũ làm phim thôi, nhưng mà số khác thì lại nghĩ là thực sự có ma quỷ xuất hiện trong trailer và trường văn hoa đã bị nguyền rủa. Cách duy nhất để có thể điều tra thực hư câu chuyện là tới tận nơi. Thư Vũ là người bị cử ra tiền tuyến, nhưng cô không sợ, trái lại còn tin chắc rằng mình sẽ sớm có thêm một bài báo viral khác trên mạng xã hội. Thư Vũ bắt đầu cuộc điều tra của mình tại tòa nhà Đại Nhẫn, một trong những tòa nhà lớn nhất của trường văn hoa. Vì lý do an ninh, tòa nhà này đã đặt quy định tất cả mọi người phải ra về trước lúc nửa đêm, nếu không tất cả cửa nẻo sẽ bị khóa. Thư Vũ nhìn đồng hồ, vẫn còn 2 tiếng, dư sức để tìm thêm chút thông tin hữu ích. Nghĩ là làm, cô liền nhanh chóng lách thân hình mảnh mai của mình vào bên trong. Cuộc đột nhập này của Thư Vũ thực tế đã có sự tiếp tay từ bên trong. Cô đã sớm liên hệ với Vu Tử Nam, thành viên câu lạc bộ điện ảnh để xin phỏng vấn, nhân tiện được nghe hướng dẫn về cách vào bên trong tòa nhà. Chỉ dẫn của anh chàng họ Vu cho thấy chìa khóa văn phòng điều hành của trường nằm ở bên trong phòng huấn luyện quân sự. Và kỳ lạ thay, ông bảo vệ kiêm giảng viên quân sự béo tốt vẫn còn đang ở đó, chưa chịu về. Không còn sự lựa chọn nào khác, Thư Vũ đành phải lén lút đánh lạc hướng rồi lỉnh vào bên trong trộm chiếc chìa khóa. Trên đường đi, Thư Vũ bắt đầu phát hiện ra một số manh mối quan trọng. Các sinh viên của trường đang đồn với nhau rằng lối kiến trúc kỳ lạ của tòa Đại Nhẫn chính là nguồn cơn cho những sự kiện tâm linh xảy ra trong trường. Nó vốn được xây dựng bên trên một khu vực giao thoa giữa âm và dương, nên bản chất sẽ luôn thu hút các âm hồn và ma quỷ. Do đó, đáng nhẽ ra, tòa nhà phải được xây theo đúng một đường bát quái để trừ tà. Nhưng vì một nguyên do nào đó, người ta đã làm sai và làm đảo lộn thứ tự của bát quái, khiến cho phong thủy của tòa nhà bị phá vỡ để cho các âm hồn tràn ngập khắp, đặc biệt là bên trong thang máy. Vụ án của Hoàng Đình Đình cũng có thêm manh mối mới. Theo báo cáo của nhà trường, cô vốn không trọ trong ký túc xá mà thường hay bắt xe về nhà sau khi tan học. Nhưng vào ngày Hoàng Đình Đình mất tích, camera an ninh đã xác nhận cô chưa bao giờ rời khỏi khuôn viên trường. Mục tiêu điều tra của Thư Vũ chính là cuộn băng ghi hình nêu trên, được cất giữ cẩn thận bên trong chiếc két sắt của văn phòng điều hành.
Đúng lúc này, ông thầy quân sự xuất hiện. Ông ta không nhận ra hành vi mờ ám của Thư Vũ, còn tưởng cô là sinh viên năm nhất bị lạc đường. Sau khi bị lộ tẩy thân phận phóng viên, Thư Vũ liền khéo léo chối quanh, nói dối rằng mình đến đây để phỏng vấn một số sinh viên trong trường, nhưng lại bị họ để cho leo cây. Cô cũng nhanh trí quay qua hỏi chuyện ngược lại ông thầy để đánh lạc hướng, và may thay, ông ta chẳng mảy may nghi ngờ, vui vẻ đồng ý. Cả hai sau đó đã dành chút thời gian tán gẫu bên dưới căng tin của trường. Hóa ra ông thầy này là người họ Hoàng, tên Trung Dũng, đã lên tới bậc trung sĩ. Thầy Dũng làm việc cho trường văn hoa từ rất lâu rồi, cho nên biết khá nhiều chuyện xảy ra tại đây. Ông có một người vợ làm y tá của trường, nhưng đã mất sau một tai nạn nhiều năm trước. Sau một hồi trò chuyện, thầy Dũng đã dẫn Thư Vũ để tiếp tục bài giới thiệu của mình. Đại học Văn Hoa được thành lập vào năm 1955 bởi một hiệu trưởng họ Từ. Ngôi trường là sự kết hợp của 4 trường lớn với tổng diện tích lên tới gần 700.000 m², được xây dựng trên vùng núi nên có không khí trong lành, còn cảnh quan thiên nhiên thì vô cùng hùng vĩ. Linh vật của trường là một chú chó hoang có tên Pudi. Năm xưa vì có công bắt được một tên trộm dám lấy đồ của sinh viên trong trường, Pudi đã được trường nhận nuôi rồi được mọi người yêu quý trao cho danh hiệu giáo sư. Pudi cũng khá thân thiết với thầy Dũng cho đến khi nó mất vào năm 1972. Tòa đại nhẫn thì được khởi công xây dựng vào năm 1959 với chữ đại nghĩa là to lớn và nhẫn trong kiên nhẫn như là để nhắc nhở sinh viên về tôn chỉ đào tạo của trường. Nó được thiết kế bởi một kiến trúc sư từng đi du học ở nước ngoài, người đã chiến thắng nhiều giải thưởng kiến trúc và là người quen của hiệu trưởng đời đầu. Thầy Dũng làm việc trong ngôi trường này đã nhiều năm nay, là người nắm rất rõ thông tin về lối phong thủy kỳ quái của tòa nhà. Hóa ra việc nó được xây dựng ngược chiều bát quái là có thật. Không những thế, điều đó là cố tình để thu hút ma quỷ và giam giữ chúng. Nói cách khác, nếu bất cứ ai lỡ chết trong tòa nhà này thì âm hồn của họ sẽ không bao giờ có thể siêu thoát được, biến đại nhẫn trở thành một cái hố đen chứa rất nhiều âm khí. Bản thân thầy Dũng cũng đã gặp không ít hồn ma khi làm việc ở đây, nhưng mà chưa kịp chia sẻ gì thì một tiếng động lớn bỗng vang lên từ đâu đó bên trong tòa nhà. Nhận ra đồng hồ sắp tới nửa đêm mà hôm nay lại còn là tháng 7 âm nữa, thầy Dũng liền giục Thư Vũ mau đi về, còn bản thân thì chạy đi kiểm tra xem tiếng động đó là gì. Máu liều tăng cao, đương nhiên Thư Vũ vẫn chưa chịu đi ngay, còn cố nán lại tận dụng nốt 20 phút ít ỏi để xem trộm cuộn băng ghi hình ban nãy lấy được. Đáng tiếc, Thư Vũ không biết rằng sự tò mò ấy sẽ kéo mình vào một mớ rắc rối kinh hoàng đang chờ đợi phía trước. Đồng hồ điểm 12 giờ, cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Trong cuộn băng ghi hình bên trong thang máy vào lúc nửa đêm ngày 6 tháng 7 năm 2000, Thư Vũ thấy nữ sinh Hoàng Đình Đình có những hành động kỳ lạ. Trên tay cô còn cầm một chiếc đèn bát quái. Đoạn hội thoại được ghi âm lại một cách bí ẩn bên trong thang máy cũng chỉ ra rằng trước khi mất tích, Hoàng Đình Đình đã bấm nút báo sự cố khẩn cấp. Cô gái đáng thương chỉ kịp báo cho ông thầy quân sự rằng mình đang bị săn đuổi bởi một ma nữ gãy cổ, rồi hét lên và cuộc gọi bị cúp. Thư Vũ sau đó cũng tìm thấy đúng chiếc đèn bát quái kia, còn được gọi là đèn hộ nguyên, hiện đang được lưu trữ bên trong tủ kính của nhà trường. Đây là một chiếc đèn có khả năng chống lại âm khí, che chắn cho người sử dụng nó một đòn tấn công của ma quỷ, nhưng sẽ cần thời gian để phục hồi lại sức mạnh. Nhờ có nó, cô đã may mắn thoát được khỏi nanh vuốt của ma nữ gãy cổ. Đáng tiếc, khi Thư Vũ thoát được nó tới chỗ thang máy, thì nó lại đưa cô xuống tầng B3, tầng hầm bí mật của tòa đại nhẫn. Phía trước mặt, Thư Vũ đã tìm thấy thẻ sinh viên và cái xác chết khô của Hoàng Đình Đình. Khi còn chưa kịp định thần, thì phía sau lưng, cô đã bị hình dạng ma quỷ của Trung sĩ Dũng trèo lên bắt được. Richard Trần, sinh năm 1995, hiện đang theo học khoa tài chính của Đại học Văn Hoa, đồng thời là thành viên cốt cán của câu lạc bộ điện ảnh. Bộ phim của câu lạc bộ do anh và hai người bạn khác thực hiện, vốn dựa trên vụ án mạng nổi tiếng xảy ra trong trường từ năm 1960, còn được gọi là Án mạng đại nhẫn. Vụ án xoay quanh hung thủ là Nghiêm Thư Văn, tay kỹ sư năm xưa chịu trách nhiệm thiết kế cho chính tòa đại nhẫn này. Người đàn ông họ Nghiêm đã đem lòng yêu con gái của hiệu trưởng đời đầu là nữ sinh Từ Ấu Nghi, rồi sau đó vì cuồng tình mà dùng xẻng giết chết cô gái. Sau khi gây án, Nghiêm Thư Văn biến mất và dường như cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn ta. Hơn nữa, báo cáo của cảnh sát cũng cho biết, ngoài Ấu Nghi, vẫn còn một nạn nhân nữa đã tử vong trong vụ án năm đó, nhưng danh tính không được tiết lộ. Đây cũng không phải lần đầu tiên câu lạc bộ điện ảnh có mong muốn chuyển thể câu chuyện đời thực lên màn ảnh.
Trước đó, họ từng đề xuất một ý tưởng liên quan đến những hồn ma xuất hiện trong trường. Tương truyền, trong ban vũ công của trường đã từng xảy ra một thảm kịch đáng tiếc. Một nữ sinh của đội múa đã từng gặp tai nạn trong khi đang biểu diễn cho chương trình cuối kỳ của trường. Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nữ sinh đó đã quay trở lại và treo cổ tự vẫn. Kể từ đó trở đi, người ta thi thoảng sẽ thấy một bóng hình nữ nhân đang luyện tập trong phòng múa, và bất cứ ai dám cản trở buổi tập sẽ bị cô ta giết chết. Ý tưởng này sau đó đã bị hủy bỏ vì câu lạc bộ không thể tuyển được ai có kỹ năng múa cả. Ngoài hồn ma kể trên, sinh viên trường cũng truyền tai nhau câu chuyện về nhiều bóng ma khác, như là tiếng nước chảy bí ẩn trong nhà vệ sinh nữ hàng đêm. Một nữ sinh vì không thể tập trung học được đã bực tức xông vào nhà vệ sinh chỉ để phát hiện ra bốn chiếc chân chó lờ mờ lắc lư lắc lại bên dưới một cánh cửa. Không biết liệu có liên quan gì tới chú chó linh vật của trường hay không, nhưng mà sau cùng, câu lạc bộ đã chọn vụ án mạng của Từ Ấu Nghi. Còn khoảng 2 tuần nữa thì phim sẽ được công chiếu, vì cả nhóm mới chỉ xong mỗi trailer nên họ phải tận dụng những buổi tối như thế này để quay và dựng thành một bộ phim ngắn hoàn chỉnh. Phim sẽ bao gồm 3 nhân vật: Vu Tử Nam đóng vai hiệu trưởng thành lập trường Từ Văn Hùng, A Hải sẽ vào vai con gái Từ Ấu Nghi, còn Richard Trần sẽ đóng vai nốt tên sát nhân Nghiêm Thư Văn. Xui xẻo thay, khi máy quay bắt đầu chạy cũng là lúc đồng hồ điểm qua nửa đêm. Rất nhanh chóng, một loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu xảy ra với cả 3 người. Sau khi giọng nói quỷ dị của một người đàn ông cất lên, trong chớp mắt, cả A Hải lẫn Tử Nam đều biến mất. Cánh tay ma quỷ cũng hiện lên bắt trói lấy Richard, rồi mang anh ra ngoài hành lang tòa nhà. Không biết phải làm gì hơn, anh bắt đầu lên đường tìm kiếm những người bạn của mình. Sau khi vượt qua bài thử thách của một con ma trẻ con trong phòng giải trí, Richard phát hiện có một đốm sáng xanh kỳ lạ dường như đang dẫn đường chỉ lối cho mình. Nó có vẻ là một linh hồn vẫn còn tính thiện của một ai đó đã bị mắc kẹt bên trong tòa đại nhẫn này. Đi theo nó, Richard cũng tìm thấy Tử Nam đang ngồi thẫn thờ bên trong nhà vệ sinh nữ. Đốm sáng sau đó đưa cả hai tới phòng câu lạc bộ board game, nơi họ phải vượt qua những chuỗi cô đố khác nhau để chiến thắng phần thưởng cuối cùng, là một điều ước của quỷ thần Dark One, hay theo cách gọi của đám sinh viên là vị thần của những bóng ma. Nghe thì có vẻ vớ vẩn, nhưng dường như hoạt động này đã thu hút được kha khá người, bao gồm cả một vũ công ba lê có tên là Lý Nhạc Hồng. Điều ước của người chiến thắng sẽ được thực hiện thông qua việc vẽ máu lên trên một chiếc bàn cầu cơ bí mật tồn tại trong trường. Theo như ghi chép, dường như tất cả điều ước đều được quỷ thần thực hiện. Thỉnh thoảng, chủ nhân của điều ước sẽ gặp vài tai nạn nhỏ, nhưng nhìn chung, mọi người đều sẵn sàng chấp nhận. Với điều ước của mình, Richard mong rằng bản thân có thể tìm thấy A Hải, cũng như mong rằng linh hồn của đốm sáng xanh kia sẽ sớm thoát ra khỏi đây. Quỷ thần gật đầu chấp nhận. Có điều, khi tìm đường quay trở ra, Richard đã thực sự đối mặt với bóng ma vũ công ba lê và dần dần mở ra bí mật đau lòng đằng sau cái chết của cô gái đó. Chuyện xảy ra vào năm 1990, có hai chị em sinh đôi nọ cùng đi học tại Đại học Văn Hoa. Cô chị là Lý Nhạc Bình, còn cô em là Lý Nhạc Hồng. Cả hai đều học múa ba lê, nhưng dường như Nhạc Bình có năng khiếu vượt trội hơn hẳn so với em gái, thường xuyên được chọn làm vũ công chính biểu diễn cho trường. Sự phân biệt đối xử của mọi người xung quanh từ đó đã khiến Nhạc Hồng bị tổn thương sâu sắc trong nhiều năm trời. Hồng bị cha mẹ gạt sang một bên, bị bạn bè đàm tiếu, so sánh. Giáo viên của Hồng cũng khuyên cô nên tập trung vào thứ gì đó khác thay vì ba lê. Tuyệt vọng, Hồng đã tìm tới bàn cầu cơ của quỷ thần và cầu xin cho mình được trở thành vũ công chính của buổi diễn. Điều ước của cô đã thành hiện thực. Ngay trước khi đêm văn nghệ kết thúc học kỳ diễn ra, Bình đã gặp tai nạn và Hồng được chọn làm vũ công thay thế. Đáng tiếc, cái giá phải trả đã đến quá sớm. Trước sự chứng kiến của toàn trường, Hồng đã ra sức biểu diễn nhưng bị vấp ngã. Mắt của cô đâm thẳng vào một chiếc đinh nhỏ nhô ra từ miếng xà nhà bị kênh. Mặc dù ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng mà Hồng đã vĩnh viễn mù đi một mắt. Tức giận và tủi hổ, Hồng đã quay trở lại sân khấu và treo cổ tự vẫn. Sau này, khi đến ghé thăm mộ của Hồng, Bình chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời tiếc nuối. Cô đã từng rất mong cả hai chị em sẽ có cơ hội được biểu diễn chung một sân khấu, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lòng đố kỵ sinh ra từ sự đối xử phân biệt của những người xung quanh đã cướp đi mạng sống của Hồng. Giờ đây, linh hồn của cô bị hút vào trận đồ bát quái ngược chiều, trở thành oán linh không thể siêu thoát, mãi mãi mắc kẹt trong tòa nhà đại nhẫn này. Cùng lúc đó, ở phía bên kia tòa nhà, Richard nhìn thấy A Hải đang cầm đèn hộ nguyên mò mẫm giữa những hành lang tối. Anh cố gắng cất tiếng gọi, nhưng không hiểu sao, cô gái kia chẳng hề có phản ứng.
A Hải hay Dư Hải Lạc, sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên năm 2 của Đại học Văn Hoa, khoa thiết kế. Vào thời điểm ba người bị tách ra khỏi nhau, A Hải dường như đã bị đưa tới một chiều không gian khác và cũng đối mặt với những cánh tay bí ẩn màu đỏ. Cô may mắn hơn hai người bạn mình, chạy một mạch được tới thang máy của tòa nhà, tiện tay nhặt luôn được chiếc đèn hộ nguyên mà không rõ ai đánh rơi. A Hải sau đó cũng được đồn sáng xanh dẫn đi và qua những hành lang còn đang xây dựng đang dở của tòa nhà. Cô tìm thấy chân dung của Từ Ấu Nghi, nhận thấy ngoại hình của Ấu Nghi rất giống mình và bắt đầu khám phá ra sự thật phía sau vụ án mạng năm 1960. Từ Ấu Nghi vốn là cô con gái rượu mà hiệu trưởng Từ Văn Hùng yêu thương bao bọc. Vợ mất sớm, phải nuôi con một mình. Văn Hùng bắt đầu áp đặt tư duy ra trường. Ông gửi con đi học nữ công gia chánh, chỉ trực chờ gả cô cho một mối nào đấy thật vừa ý. Và cái mối mà Văn Hùng nhìn ra được lại chính là Nghiêm Thư Văn. Gia tộc họ Nghiêm vốn có truyền thống làm kiến trúc lâu đời. Đến thời của Nghiêm Thư Văn, hắn đã bắt đầu nảy ra ý tưởng kết hợp phong thủy truyền thống với những phong tục quốc tế để tạo nên một triết lý kiến trúc độc nhất của nhà họ Nghiêm. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị gia đình hắn phản đối, cho là xính ngoại, khiến cho Thư Văn bực tức rời khỏi quê hương đi du học, tìm cách chứng minh bản thân với gia đình. Sau khi trở về nước với nhiều giải thưởng danh giá, Thư Văn đã lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng Văn Hùng. Sau khi tiếp xúc, Thư Văn còn cẩn thận tặng cho hiệu trưởng Từ một viên đá lạ, thứ phát ra một loại năng lượng bóng tối nào đó gây suy yếu trí lực, rồi dùng búp bê voodoo để điều khiển ông ta. Kể từ đó, Văn Hùng hành động ngày một kỳ lạ. Ông mù quáng tin tưởng Thư Văn, không những để cho anh ta bao thầu toàn bộ thiết kế của tòa nhà đại nhẫn, còn hoan hỉ gả luôn cô con gái Ấu Nghi của mình cho hắn ta. Sống trong nề nếp gia giáo cổ hủ từ bé, Ấu Nghi đã sớm có tinh thần phản kháng. Cô nhấp mực không chịu nghe lời cha, nhưng cũng bất lực, không thể nào lay chuyển được con người đã bị tà thuật tẩy não. Không những thế, Nghiêm Thư Văn còn ra sức đe dọa cô, nói rằng nếu cô không lấy hắn thì đừng trách sau này xảy ra chuyện. Tuyệt vọng, Ấu Nghi chỉ có thể đem nỗi lòng này đi giải bày với người bạn của mình là Đàm Quân Mai, nữ y tá của trường và cũng đồng thời là vợ của thầy giáo Dũng. Mai có lẽ là người duy nhất hiểu chuyện và luôn động viên ủng hộ Ấu Nghi chống lại cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước này. Sau cùng, trước sự kiên quyết của Ấu Nghi, Thư Văn có vẻ cũng chịu buông tha. Hắn đồng ý sẽ hủy hôn, nhưng lại muốn gặp mặt Ấu Nghi một lần cuối vào nửa đêm tại bãi gửi xe của tòa nhà. Ấu Nghi cũng có đề phòng, cẩn thận báo chuyện và rủ Mai đi cùng. Đáng tiếc, vào đêm hôm đó, vì bận chút việc nên Mai đã tới muộn một chút. Ấu Nghi lúc này đã bị Thư Văn cầm xẻng liên tục tiến tới gây áp lực, dồn ép vào đường cùng. Hắn nói gì đó về việc cố tình để cho Ấu Nghi biết bí mật của mình và sẵn sàng giết chết cô. Đúng lúc ấy, Mai chạy tới và bị Thư Văn đập xẻng mạnh vào đầu bất tỉnh. Hắn kéo Mai vào thềm cửa thang máy rồi ấn nút. Trong chớp mắt, lực tác động khủng khiếp của cỗ máy đã bẻ gãy cổ nữ y tá. Ấu Nghi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bị Thư Văn đánh chết chỉ vài phút sau đó. Về phần hiệu trưởng, không có nhiều thông tin về ông ta sau khi Ấu Nghi chết. Chỉ biết Văn Hùng qua đời vào năm 1970, 10 năm sau vụ việc. Còn Nghiêm Thư Văn, A Hải đã phát hiện ra rằng hắn chính là quỷ thần Dark One mà các sinh viên vẫn thường xuyên tương tác. Nói cách khác, Nghiêm Thư Văn chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà này cả. Cô phải khó khăn lắm mới thoát khỏi những bàn tay đỏ thẫm của hắn. Câu hỏi đặt ra bây giờ là tại sao Thư Văn lại hóa thành quỷ và vì sao đến tận bây giờ hắn mới chịu lộ diện. Sau khi chạy thoát lên phía trên, A Hải vô tình tìm thấy chiếc điện thoại của Thư Vũ và biết được rằng nữ phóng viên đã bị thầy Dũng bắt đi không rõ tung tích. Sau một hồi vật lộn để tìm cách trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bóng ma nữ y tá, A Hải luôn cuồng thế nào lại gặp đúng Thư Vũ. Hóa ra sau khi bị thầy Dũng bắt đi, Thư Vũ đã bị linh hồn của Hoàng Đình Đình giúp đỡ. Năm xưa, sau khi vô tình lạc xuống tầng hầm B3 của tòa nhà, Đình Đình đã phát hiện ra một loạt những mật thất nơi chứa đựng hệ thống phong thủy bát quái ngũ hành phức tạp do ai đó tạo ra. Đáng tiếc, khi tìm thấy lối vào cánh cổng hỗn mang, cô đã bị ma lực của nó giết chết. Vu Tử Nam, sinh năm 1997, là sinh viên năm nhất chuyên ngành dược phẩm thú y của Đại học Văn Hoa. Kể từ khi tham gia vào câu lạc bộ điện ảnh, anh chàng khờ khạo này cũng không ngờ được rằng bản thân mình sẽ vướng vào một vụ việc rắc rối đến như vậy. Khi đang đi cùng Richard để tìm tung tích A Hải, Tử Nam ngờ ngợ nhận ra cánh tay của Richard có một vết sẹo lớn, trông rất nghiêm trọng. Vết sẹo ấy dường như đã xuất hiện từ khi tương tác với chiếc bàn cầu cơ. Tử Nam cũng dần dần tìm thấy manh mối kể về một nghi lễ được thực hiện bên dưới tầng hầm này. Liên kết với những gì chúng ta biết về danh tính của quỷ thần Dark One, có thể phỏng đoán rằng ai đó đã cố gắng đến đây để phong ấn sức mạnh bộc phát của Nghiêm Thư Văn. Hành tung của tên kỹ sư biến chất cuối cùng cũng sáng tỏ.
Sau nhiều năm ra nước ngoài nghiên cứu về phong thủy và kiến trúc, Thư Văn đã học được một công thức xây dựng vô cùng man dợ bằng cách thu thập xương và máu của những người chết thảm, kết hợp với việc hấp thụ âm khí của những linh hồn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Thư Văn có thể triển khai một trận pháp đặc biệt, biến đổi cơ thể của hắn thành một dạng sống quyền năng, hay nói ngắn gọn hơn là cho phép hắn hóa quỷ. Để có thể làm được điều đó, hắn cần một khu vực có sự giao thoa mãnh liệt của âm dương, nơi hắn có thể mở cánh cổng hỗn mang, kết nối dương thế và âm giới. Đó là lý do tại sao hắn nhắm tới trường văn hoa và cố tình xoay ngược phong thủy của tòa nhà Đại Nhẫn. Sau cái chết của Ấu Nghi, của Y Tá Mai và có lẽ là của hàng chục công nhân xây dựng vô danh khác, Thư Văn đã tiến gần hơn tới ngưỡng sức mạnh mà hắn mong muốn. Khi tin tức về vụ án của Ấu Nghi lan ra, các đạo sĩ từ thế giới bên ngoài bắt đầu can thiệp, đặc biệt là những người tới từ Điện An Nan, một tổ chức đạo giáo trừ tà có tiếng thời bấy giờ, cũng từng xuất hiện trong phần game đầu tiên. Họ cần phải giải quyết Thư Văn trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Chiếc đèn hậu nguyên mà chúng ta nhìn thấy chính là xuất phát từ Điện An Nan mà ra. Những ghi chép do họ để lại cho thấy đã có rất nhiều nỗ lực hòng chống lại Thư Văn, nhưng tất cả đều thất bại. Sức mạnh của hắn quả là khôn lường, lại kết hợp với những hiểu biết vốn có về phong thủy, âm dương, ngũ hành, biến tòa Đại Nhẫn trở thành một pháo đài phòng thủ chắc chắn. Không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải đi tới phương án cuối cùng, hy sinh mạng sống của bản thân mình để phong ấn con quỷ bên dưới tòa nhà. Những đạo sĩ còn sống sót đã chôn xác của Thư Văn bên trong một cỗ quan tài gần cánh cổng hỗn mang, trói buộc trái tim hắn bằng những lá bùa, rồi tạo thêm nhiều lớp trấn yểm khác để đảm bảo không ai có thể vô tình tìm thấy nơi này hay đủ sức để giải thoát cho con quỷ. Đó là lý do tại sao cảnh sát nói rằng họ không thể tìm thấy tung tích của Nghiêm Thư Văn và cuộc điều tra đã tới ngõ cụt. Thế nhưng Nghiêm Thư Văn cáo già vẫn không bỏ cuộc, hắn chỉ bị giam giữ chứ đâu hề biến mất. Hắn biết rằng theo thời gian, những phong ấn rồi sẽ suy yếu đi, tất cả những gì hắn cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Khi bắt đầu lấy lại được một phần sức mạnh, Thư Văn bắt đầu thao túng các sinh viên trong trường thông qua bàn cầu cơ và điều ước của The Dark One. Đám thanh niên ngây thơ chẳng hề biết rằng, một khi đã giao kèo với quỷ thì cái giá phải trả chắc chắn là mạng sống của mình và linh hồn của họ sẽ sớm bơm đầy sức mạnh cho Nghiêm Thư Văn. Vũ công ba lê Nhạc Hồng là một ví dụ, và giờ sẽ tới lượt của Richard. 你们先进去，我来关门。你们先去，快快啊！吴老，他们就拜托你了。好，吴老，吴老，吴老，前上，前上呢？啊！ Ngay giữa thời điểm hoảng loạn nhất, khi Richard hy sinh bản thân để câu giờ cho mọi người, trong đầu A Hải bỗng xuất hiện một ảo giác kỳ lạ. Cô thấy mình đang trong thân xác của Từ Ấu Nghi, được thầy Dũng phát hiện và bế đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, A Hải đã thấy mình ở bên ngoài tòa nhà, dưới khu gửi xe cùng những người còn lại, và cả ông thầy cũng vậy. Ông ta đã thoát khỏi trạng thái ma quỷ và có vẻ như cũng chưa bao giờ chết. Điều này có phần khá khó hiểu bởi chúng ta đều biết rằng thầy Dũng đã làm việc trong trường văn hoa từ rất lâu rồi. Nếu các mốc thời gian trong game là chính xác thì có lẽ cũng đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng ông ta lại không có vẻ gì là già đi cả. Vậy chuyện gì đã thực sự diễn ra? Quay ngược trở lại vụ án năm 1960, khi Nghiêm Thư Văn tấn công Từ Ấu Nghi và hãm hại Y Tá Mai, chính Hoàng Trung Dũng là người đã tới hiện trường đầu tiên. Dù đau lòng trước cái chết của vợ, nhưng ông vẫn cố kìm lòng, dốc hết sức để bế Ấu Nghi còn đang hấp hối ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chết. Từ đó về sau, oan hồn của Y Tá Mai mắc kẹt bên trong tòa nhà Đại Nhẫn, thường xuyên làm loạn và quấy rầy các sinh viên. Để làm dịu đi cơn giận của vợ, chúng Dũng chỉ biết hàng đêm bí mật nán lại thật lâu, mang hoa và đồ ăn tới. Đôi khi ngay cả một con gia súc lớn cũng không đủ để quân Mai no bụng. Có lẽ vì phải tiếp xúc với âm khí quá lâu trong nhiều năm trời, nên cơ thể của Trung Dũng đã bị biến đổi theo, thỉnh thoảng sẽ hóa thành dạng quỷ một cách mất kiểm soát. Nếu như có thứ gì có thể giúp cho Trung Dũng tỉnh táo, thì đấy hẳn là chiếc vòng tay do chính vợ ông tặng cho. Dù gì đi chăng nữa, điều quan trọng bây giờ là ông đã quay trở về dạng người và sẵn sàng cùng Ma Hải đi xuống dưới kia một lần nữa, tìm cách chấm dứt tất cả những tấm bi kịch này. Cùng với chiếc đèn hộ nguyên trong tay, cả hai bước vào thang máy và xuống tầng B3, đến lối dẫn vào cánh cổng hỗn mang. Tại đây, A Hải lần lượt tìm thấy xác của Đình Đình, rồi sau đó là Thư Văn. Sau một màn rượt đuổi nghẹt thở, cuối cùng A Hải cũng mở được cánh cổng trước khi đối mặt với Nghiêm Thư Văn thêm một lần nữa.
终于啊。Đây, câu chuyện rẽ nhánh thành hai hướng. Nếu trong quá trình rượt đuổi, A Hải bị bắt quá nhiều, khiến cho chiếc đèn hộ nguyên bị vỡ, cánh cổng hỗn mang sẽ không chỉ hút lấy Nghiêm Thư Văn, mà ngay cả A Hải cũng không thể thoát nổi. Cô sẽ vĩnh viễn bị lạc dưới âm giới và không bao giờ quay trở lại được nữa. Ở trên dương thế, sẽ chỉ còn lại một mình Tử Nam cố gắng thực hiện nốt bộ phim của câu lạc bộ, trong lòng không khỏi dằn vặt vì chưa thể lý giải được những chuyện đã xảy ra. Ngày bộ phim được công chiếu, cô phóng viên Thư Vũ có mang hoa tới chúc mừng. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi cô xuống nhà gửi xe để chuẩn bị về, thì bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi tới. Người gọi lại chính là A Hải. Và game kết thúc. Đổi lại, nếu chiếc đèn hộ nguyên vẫn chưa bị hỏng, chúng ta sẽ có một cái kết khác. Sau khi Nghiêm Thư Văn bị hút vào trong cánh cổng, Thế Dũng liền đứng dậy và nhận ra điều mình phải làm tiếp theo. Ông tặng lại cho A Hải chiếc vòng tay hộ mệnh, rồi cầm đèn tiến vào trong làn sương mờ phía trước, không quên ngoái lại, nhắc nhở A Hải hãy sống nốt quãng đời còn lại thật tốt. Thế Dũng đã hy sinh để đảm bảo Nghiêm Thư Văn không thể quay ngược trở lại cánh cổng này nữa. Đó hẳn là chấp niệm mà bấy lâu nay ông chưa bao giờ có cơ hội thực hiện. Nhờ thế mà sự bình yên đã quay trở lại với trường Văn Hoa. Cuộc hành trình của nhóm A Hải cũng đã gỡ bỏ vòng bát quái ngược của tòa đại nhân, giải phóng những linh hồn oan khuất đã bị mắc kẹt suốt những năm qua. Trong buổi công chiếu bộ phim của mình, A Hải và Tử Nam vui mừng đón tiếp Thư Vũ đến thăm. Cái chết của Richard đã không được công khai và ai cũng nghĩ là anh ta bị mất tích. Nhưng chắc chắn ba người ở đây sẽ không bao giờ quên được sự hy sinh của anh và thầy Dũng. Sau cùng, chỉ còn một bí ẩn nữa mà những nhân vật chính của chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Xuyên suốt những vụ việc xảy ra trong trường, linh hồn của các nạn nhân đều đã xuất hiện và đều đã siêu thoát. Chỉ duy nhất một người lại không hề thấy đâu. Đó là Từ Ấu Nghi. Tại sao không ai gặp được linh hồn của cô? Liệu có phải nó đã bị nhốt ở đâu đó không? Các manh mối chỉ ra rằng sự thật không phải vậy. Thay vào đó, chúng ta có một giả thuyết táo bạo hơn. Từ Ấu Nghi chính là A Hải. Hay nói đúng hơn, A Hải là kiếp sau của Ấu Nghi. Rất có thể do Thế Dũng đã bế được Ấu Nghi xuống hầm gửi xe, tức là nằm ngoài phạm vi của tòa nhà đại nhẫn, nên linh hồn của cô không bị mắc kẹt mà được siêu thoát ở một nơi nào đó khác. Rồi để gần 40 năm sau, Ấu Nghi chuyển kiếp trở thành Dư Hải Lạc. Nếu giả thuyết này đúng, nó sẽ giải thích cho nhiều chi tiết trong game, từ việc A Hải và Ấu Nghi có ngoại hình giống nhau, cho đến việc A Hải thường xuyên gặp ảo giác bản thân trong góc nhìn của Ấu Nghi, hay như lúc Nghiêm Thư Văn nhìn vào A Hải và gọi tên Ấu Nghi rồi liên tục truy đuổi cô, cũng góp phần củng cố cho giả thuyết này. Và đó cũng là phần kết cho video ngày hôm nay của Phê Game về tựa game Bridge Curse 2 The Extrication. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đừng quên tham gia chương trình hội viên của chúng mình để đề xuất ý tưởng và tận hưởng những video độc quyền cực kỳ chất lượng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các Final Boss đã ủng hộ Phê Game trong khoảng thời gian vừa qua.